Ngày 15 tháng 7, Trạm Cảnh sát Giao thông Đắk Rông, Phòng Cảnh sát Giao thông tỉnh Quảng Trị cho biết, đang làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn khiến xe khách mang biển số Lào bị lật. Trước đó, khoảng 13 giờ 20 phút cùng ngày, xe khách do tài xế 64 tuổi, trú tỉnh Savannakhet, Lào điều khiển, chạy trên tuyến quốc lộ 9 hướng Lào Bảo, Đông Hà. Khi đến km 13+900, đoạn qua thị trấn Cam Lộ, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị, thì bất ngờ mất lái, lao lên giải phân cách, tông vào trụ bê tông lắp đặt biển quảng cáo rồi bị lật. Lúc này, nhiều người dân địa phương đã nhanh chóng đến phá kính hỗ trợ 14 hành khách cùng tài xế trong xe thoát ra ngoài. Cả 14 hành khách là người Lào, chủ yếu là phụ nữ và trẻ em. Lực lượng Trạm Cảnh sát Giao thông Đắk Rông và Cảnh sát Giao thông huyện Cam Lộ cũng kịp thời có mặt để hỗ trợ người bị thương và điều tiết giao thông.